con quỷ đầu sừng này nó chơi dai ghê luôn á. Ơ kìa, tự nhiên mấy thanh niên này đứng lên chơi vậy. Ủa trời, chúng đó hả? Loạn ơi loạn game anh em ơi. Bãi lúa cái thanh niên đồ sừng nhây như quỷ kìa. Ơ kìa, chết rồi, thanh niên chết rồi. Hừa cơ hội bò lên anh em ơi. Bãi lúa có thanh niên đứng nhảy vũ điệu cồng chiêng kìa anh em. Đang giờ cút nguy cấp, thời cơ chết tới nơi là còn nhảy vô điệu cùng chiên. Trung thu là Tết thiếu nhi, không liên quan lắm nhưng mà hãy đến shop Emon.vn đang giảm giá 80% cùng nhiều trò chơi hấp dẫn và tỷ lệ nổ hũ cực cao. Anh em hãy nhanh tay vào shop Emon.vn thôi nào. Ok mọi người, hôm nay mình quyết định cũng sẽ quay một con game tên tựa game là Squid Game đó mọi người. Đó, những bạn mà tham gia đây. Trời ơi, thành phần đường muối tiêu bột ngọt là nhầm, quên đi, đang chơi game show mà tưởng đâu là mình đang nấu ăn. Rồi bạn đứng đây đi, bây giờ mình sẽ tìm nhân vật chính á. Nhân vật chính đâu rồi nhờ để mình tìm nhân vật chính để mình nói chuyện. Thật ra nó chỉ là nhân vật chính của trong bộ phim đó thôi mọi người, chứ thật ra ở đây nó cũng là người chơi bình thường à. Đợi mình một xíu nào, để mình đi tìm nó coi đâu rồi. Đầu đen, đầu đỏ, đầu nấm, đầu cắt môi, đầu lưa hết. Đây, thấy mày rồi. Đi, lại hỏi cái này. Ông ơi, mục đích mà ông đến trò chơi này để làm gì đó? Đến đây để kiếm tiền, về chơi gái, đi bay lắc. Quá chuẩn luôn. Ôi là trời, tôi tưởng đâu ông kiếm tiền để làm gì nhiều quan trọng lắm. Nhưng mà đến một cái tựa game nguy hiểm như thế này, ông không sợ chết à? Chết thì thôi, chứ sao? À đâu. Dễ vậy thôi á. Có chơi thì có chịu. Thôi, thua rồi, chịu thật. Đéo hiểu kiểu gì ý. Alo em ơi, em đến với trò game này, em mục đích của em là gì đây? Mục đích về phẫu thuật thẩm mỹ để đi làm hoa hậu á. Ôi là trời, sao mục đích cao cả vậy em? Thế em chơi con game này em không sợ chết à? Chết thì cũng sợ đó, nhưng mà không có tiền đáng sợ hơn. Đúng. Không có tiền thì đi kiếm tiền cũng được mà, mắc gì chơi mấy cái trò này nguy hiểm tới tính mạng vậy. Thôi, không vòng vo nữa. Bây giờ chúng ta úp mặt vào tường chuẩn bị trò chơi bắt đầu đi mọi người. Nhưng mà luật chơi của ngày hôm nay là không được đứng hay là đi, mà chúng ta sẽ là bò. Game là dễ. Hay dễ vậy thôi chứ không phải dễ như mọi người nghĩ đâu. Bây giờ mọi người chỉ cần nằm xuống xong rồi bò, chừng nào mà tới đích thì người đó sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà chỉ cần nhúc chích nhẹ một cái thôi thì đạn sẽ bay xuyên vào đầu. Trời ơi, chưa. Và mọi người sẽ ra đi mãi mãi, mọi người thấy không? Bây giờ thì bắt đầu mọi người nằm xuống đi. Trời bà mẹ ơi, cái con đứng kế bên mình cái mặt nó ghê như quỷ vậy đó, quay qua một cái còn hết hồn muốn siêu phát tán luôn vậy đó. Ok, bây giờ chúng ta nằm thôi. Nằm xuống đi mọi người, bắt đầu nằm chờ nha mọi người nha, đừng có đi nha. Ui là trời, sao nó tiến xuống vậy? Bộ ai giúp nhất à? Ui rồi ôi, anh niên này gan vậy. Hết muốn sống rồi, hết yêu đời rồi. Cụ đi chân lạnh toát. Xong luôn, một nữa. Bỏ đi mọi người, bỏ đi. Dừng lại. Ui, căng thẳng thế nhờ. Ôi trời, thanh niên này vãi, thanh niên hết muốn sống hay sao mà đứng lên chi vậy? Tự nhiên đang nằm ngon lành đứng lên chi vậy ba? Tôi phát hiện có mấy thanh niên cho ăn gian nha. Người ta chưa đi tới chỗ kia nữa là bắt đầu bò rồi, bắt đầu khí thế kìa. Nhìn cái con game này do tụi mình làm là nó thấy nó tấu hài hơn là nó sợ luôn á mọi người, nó đúng mắc cười luôn á. Ôi là trời ơi, hồi hộp quải lúa luôn. Mấy thanh niên này chinh lì thế nhờ, nãy giờ thế mà còn nguyên luôn kìa, nhiều vải. Không biết là nó có thấy mình bò không, sao nó đi lại mình vậy? Ôi ơi, hết hồn hú vía, tưởng đâu bắn mình không ấy. Kìa, cái thanh niên đầu trắng này nãy giờ chơi ăn gian gọi lúa luôn nhá. À, trời ơi, không biết là có nhìn thấy mình không vậy? Căng thẳng ấy nhờ. Thanh niên áo đỏ này lú mẹ luôn rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, sao nhờ? Làm ăn kiểu này là trừ lương được rồi mọi người. Con quỷ đầu sừng này nó chơi dai ghê luôn á. Ơ kìa, tự nhiên mấy thanh niên này đứng lên chơi vậy. Ô trời, chúng đó hả? Loạn ơi, loạn game anh em ơi. Bãi lúa cái thanh niên đồ sừng nhây như quỷ kìa. Ơ kìa, chết rồi, thanh niên chết rồi. Hừa cơ hội bò lên em ơi. Bãi lúa có thanh niên đứng nhảy vũ điệu cồng chiêng kìa anh em. Nhảy đi
đang giờ cút nguy cấp thời cơ chết tới nơi là còn nhảy vô điệu cùng chiên ấy à, ấy da kiểu này là trong đói rồi, hết biết hương cha mẹ, hết biết hương gia đình đồng loại rồi, toan rồi. Xin vĩnh biệt cô. Cái kết của một thanh niên chống đói đó mọi người thấy không? Trời ơi. Còn có vài người thôi, căng thẳng quá không biết mình có thắng được không nữa. Bò kiểu này tới đâm bò, đâm heo, đâm lợn cũng không hết nữa. Mình thấy có một thanh niên nhân vật chính gáy to hồi nãy đứng lên. Ủa kìa, mình tưởng đâu thanh niên nó chết, ai ngờ cái thanh niên đầu bạc chết rồi. Hay da, coi bộ cái thằng này nó bị lé rồi mọi người. Cái thằng kia đứng lên mà nó đi bắn thằng nọ. Ui là trời, nó điên thực sự. Quăng hình đi chân lạnh toát. Càng ngày càng về cuối thì càng ngày nó càng căng thẳng hơn á mọi người. Càng ít người thì cái độ càng tập trung nó sẽ càng cao. Một rồi, xong rồi, còn có hai đứa thôi, còn có mình với một đứa nữa thôi. Không biết sao đây, mỗi lần nó quay lại một cái là tim mình nó muốn lồng hồng. Ủa, quay ra chị chạy. Anh đi kia, chơi bom keo đặt keo là sao? Chạy đi. Biến hình bụi cỏ rồi, ngủ không ngập rồi. Có thoát khỏi qua được cái tay của thằng này không? Cây súng với bụi khôi làm sao được? Chạy đi em ơi, đâm nó đi. Ui rồi ôi, xong rồi. Còn có một mình là mọi người, mình sẽ gình mò lại, mình đập chết bà nó luôn. Mày muốn giết tao hả? Thà giết mày chứ không để mày giết tao, ok? Hảo anh. Trò chơi thứ hai bắt đầu rồi anh em. Thì trò chơi thứ hai chính là cái thằng màu đỏ nó đứng trên kia, nó sẽ dục lụ xuống dưới đây. Ai né được thì sẽ là người chiến thắng nha mọi người. Trời ơi, dục đập bơm keo coi giá đâu. Bây giờ mọi người, ai dục xuống đây nè má, dục trên kia chi vậy? Đồ ngu, đồ anh hại. Thấy không, mọi người thấy tôi làm clip game cũng khổ lắm chứ bộ. Nó có chịu nghe lời tôi đâu, nó lì kìa. Dục xuống đây nè, dục xuống cho mấy đứa này nó chết đi em. Bây giờ mọi người phải đứng vòng vòng trong cái vạch trắng này để mọi người, ai né được cuối cùng thì chính là người chiến thắng, thì sẽ được hưởng 500 kim cương. Nghe được hưởng kim cương bọn này nó phái lắm. Sao lại không nhỉ? Bắt đầu dục đi em ơi. Trời ơi là trời, dục đi còn nhắm với còn nghía nữa. Dục đại đi em. Dục đại đi. Ui da, ba mẹ ơi, nó chơi bẩn kìa, nó bắt cho đúng nó kìa. Ui trời ơi, chờ đúng nó mà cũng chết. Liêu. Bây giờ sống chờ Rono xong. Ây da, ôi trời, ủa mày sao mày giết chị mày? Kìa, giờ tới hồi nó dục rồi đó. Nãy kia nó dục thì nó không dục đâu, còn giờ nó dục người ta hở không nổi luôn á. Mấy thanh niên kia chạy xa đó nha. Ôi trời ơi, mấy thanh niên này khôn đó nha. Đâu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây? Còn một thanh niên cuối cùng, coi bộ thanh niên này có ăn được cái giải này không con đây. Tèo tèo, chết luôn rồi. Ủa nhưng mà chết hết rồi ai sẽ là người nhận giải đây ta, chứ không lẽ hàng màu đỏ này? Ai mà biết được. Thì mọi người xem clip có hay thì mọi người cho mình xin một like nha mọi người, và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Nếu mà các bạn muốn mình làm clip về chủ đề gì thì mọi người hãy comment ở dưới nha mọi người. Mình sẽ luôn luôn đọc comment của mọi người. Mình yêu tất cả mọi người. Cảm ơn.